Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại Phạm Châu Vlog, đang có mặt tại giáo họ Cao Bác, thuộc về giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bắc Cảnh. Giáo họ đây kính Thánh Teresa, Thái Đồng Giêsu và Thánh Anton Padua. Là hai thánh quan thầy dưới nam và dưới nữ của giáo họ Cao Bác. Đây quay cảnh giáo họ Cao Bác đang xây đài lava. Giáo họ đây xin giới thiệu các bạn là cũng rất đơn người. Còn các ông bà già ở nhà, còn các ông các bác anh em thanh niên để làm ăn xa quê hết. Hôm nay giáo họ Cao Bác đang xây dựng một đài lava. Đứng ở bên cuối nhà thờ, nhìn lên ở bên cánh tay trái của nhà thờ. Mời các bạn đón xem công trình lava đang được xây dựng. Cháu ông thợ cả. Đây là phần khung xương ở trên mặt đất. Đây là giới thiệu với các bạn là đây là ông Phó Cả nhé. Tấm này phải được 3 mét rồi ông nhỉ? Rơi khỏi mặt đất phải được 3 mét rồi. Thank you.
Nhấp ảnh với bà là con nó cho đi xây nó bỏ về. Cho tới những gạch kia. Tôi nhìn thấy là nó không cho đi xây. Gạch mỏng, chân, đám chân của nó bỏ rồi bố. Cứ quay lên là... Đấy, cái gạch bị công dây. Ê, gạch vỡ, đây, đây, đây. Đây, đây, gạch. Thành vỡ. Đây. À vâng, đúng như mẫu nhà thờ cũ ông ạ, nhưng mà to, cao, rộng. Lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chào và hẹn gặp lại.